Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối ngày 27 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Điện Biên do đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri tại xã Mường Lói, huyện Điện Biên. Tiếp tục phiên họp Ủy ban Nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 lần 2, sáng nay các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến vào nội dung các báo cáo tờ trình quan trọng liên quan đến lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Cùng với hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước, chiều nay trên 6.600 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Điện Biên đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Điện Biên do đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn, đã tiếp xúc cử tri tại xã Mường Lói, huyện Điện Biên. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Điện Biên. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu đã thông báo tới cử tri về kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, nội dung thời gian tổ chức kỳ họp thứ 11, thời gian phát thanh truyền hình trực tiếp một số phiên họp tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2023. Kết quả giải quyết trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 và ý kiến kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Mường Lói đã đề xuất kiến nghị về những vấn đề liên quan đến đời sống của người dân như điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Điện Biên với tỉnh Sơn La tại khu vực Bản Nong É để thuận lợi cho người dân sản xuất và chăn nuôi, tránh xảy ra tranh chấp về đất đai. Đầu tư xây dựng hệ thống điện lưới quốc gia tới Bản Nong É, Hủy Chan, Co Đứa. Đầu tư xây dựng trạm phát sóng điện thoại di động để tạo thuận lợi cho nhân dân triển khai và thực hiện tốt đề án 06 của chính phủ về chuyển đổi số. Mong muốn nhà nước đầu tư thêm nguồn kinh phí để xã Mường Lói thực hiện hoàn thành các tiêu chí của Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí làm đường giao thông tại một số thôn bản để người dân đi lại được thuận tiện và đẩy mạnh phát triển kinh tế. Qua các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên đã trả lời làm rõ các vấn đề thuộc thẩm quyền. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã làm rõ thêm những kiến nghị của cử tri. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Hôm nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân huyện Điện Biên Đông do đồng chí Mùa A Vàng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Điện Biên Đông làm trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri tại hai xã Phình Giàng và Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông. Tại buổi tiếp xúc, cử tri hai xã Phình Giàng, Pú Hồng đã trình bày 29 luật ý kiến kiến nghị, đề xuất với tổ đại biểu hai cấp về những vấn đề liên quan đến đời sống của người dân, như đề nghị tỉnh sớm đầu tư tuyến đường Phú Hồng – Mường Nhà để bà con đi lại thuận lợi, hướng dẫn giúp đỡ xã sau hiệu chỉnh địa giới hành chính tại khu vực bản ao cá xã Phú Hồng, có địa giới giáp danh với xã Mường Nhà, huyện Điện Biên và xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La để thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng cho người dân. Đầu tư xây dựng trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phú Hồng, đề nghị các cấp tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, đường điện của một số bản, đầu tư cơ sở vật chất trường học cho trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Phình Giàng, xem xét mức chi trả chế độ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở các thôn bản, tăng biên chế cho văn phòng đảng ủy các xã, khó khăn trong việc quản lý đối với các đối tượng nghiện và trộm cắp gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân huyện Điện Biên Đông đã trả lời, làm rõ những ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các ý kiến để tiếp tục đề nghị các cơ quan chuyên môn của tỉnh, của huyện xem xét, giải quyết. Hôm nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lò Thị Bích, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, cũng đã tiếp xúc cử tri tại xã Sa Lông, Huể Lèng, huyện Mường Trà.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Sa Lông đã đề xuất kiến nghị nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống điện lưới quốc gia tới cụm bản 36 và cụm nhóm 3 bản Sa Lông 2, đầu tư kinh phí sửa đường giao thông tại nhóm 2 bản Sa Lông 2. Cử tri xã Hủy Lèng kiến nghị nhà nước đầu tư đường điện cho hai bản Nậm Chua và Ca Dính Nhè, đầu tư xây dựng điểm dừng chân, phiên chợ tại bản Cổng Trời, giáp ranh giữa xã Sa Lông và Hủy Lèng, cấp kinh phí xây dựng nhà văn hóa bản Hủy Tóng 2. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh huyện đã tiếp thu các ý kiến của cử tri về những vấn đề thuộc thẩm quyền, lãnh đạo huyện Mường Trà đã giải trình, làm rõ. Những nội dung thuộc phạm vi thẩm quyền của cấp trên sẽ được tổ đại biểu tỉnh tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Cũng trong ngày hôm nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Tùa Chùa đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh với cử tri thị trấn Tùa Chùa. Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị trấn Tùa Chùa đã đề xuất kiến nghị với tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về những vấn đề liên quan đến đời sống của người dân, như đề nghị UBND tỉnh có biện pháp xử lý doanh nghiệp chậm tiến độ xây dựng dự án trung tâm thương mại, dịch vụ và khách sạn Tùa Chùa, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị xây mới sửa chữa hệ thống kênh mương nội đồng phục vụ cho sản xuất, đề nghị hỗ trợ cây con giống, đề nghị xây dựng nhà văn hóa thôn, điện chiếu sáng đường thôn bản. Trên cơ sở các ý kiến kiến nghị phản ánh với Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Tùa Chùa đại diện cho đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời giải đáp những ý kiến kiến nghị có thể trả lời, làm rõ tại hội nghị. Những vấn đề cử tri quan tâm và kiến nghị sẽ được tổng hợp gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời cử tri. Chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị, tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 6 lần 2, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến vào nội dung các báo cáo tờ trình quan trọng. Về nội dung chương trình nhà ở tỉnh Điện Biên, đại diện đơn vị tư vấn và sở xây dựng đã trình bày tóm tắt nội dung chương trình phát triển nhà ở tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó bao gồm một số nội dung như dự báo nhu cầu nhà ở của các nhóm đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội, mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2025, năm 2030, dự báo quỹ đất cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở của tỉnh. Thảo luận về nội dung này, các đại biểu đề cập chương trình nhà ở cho đối tượng chính sách vẫn chưa sát đồng nhất với số liệu nguồn lực xã hội hóa đã triển khai các chương trình mái ấm nghĩa tình an sinh xã hội, nhà ở cho hộ nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên. Số liệu nhà ở, diện tích quy hoạch trong chương trình phát triển nhà ở chưa phù hợp với thực tế nhu cầu hiện nay. Đồng thời, một số đại biểu cũng đề nghị đơn vị tư vấn cần cập nhật thêm thông tin về chương trình hỗ trợ làm nhà ở xã hội của Chính phủ. Kết luận nội dung này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Thành Đô nhấn mạnh, chương trình cơ bản xây dựng bám sát với đề cương nhiệm vụ đã được tỉnh phê duyệt, đặc biệt chương trình đã xác định được những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, mục tiêu. Đồng chí đề nghị Sở Xây dựng ra soát lại số liệu, nhất là tỷ lệ dân số và tăng dân số, trong đó dân số đô thị khớp với chương trình hành động theo nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về chương trình phát triển đô thị, ra soát lại nhu cầu nhà ở cho các nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà, phân ra các nhóm đối tượng để nắm bắt nhu cầu sử dụng nhà ở. Đối với tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn trong những tháng còn lại của năm và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024. Các đại biểu thảo luận cơ bản thống nhất nội dung dự thảo báo cáo, đồng thời có một số đề xuất kiến nghị thay đổi, điều chỉnh, cắt giảm, bổ sung một số danh mục chương trình dự án cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, đặc biệt là các chương trình dự án thuộc Nghị quyết 88 về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch năm 2023. Nghe qua báo cáo và thảo luận tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Thành Đô nhất trí với nội dung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và kế hoạch điều chỉnh dự án thông tin và truyền thông, nhà văn hóa Mường Ảng, Tuần Giáo. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện dự thảo báo cáo gửi về Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày 30 tháng 6. Ngoài ra, phiên họp đã gửi phiếu xin ý kiến các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại biểu các nội dung bao gồm báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm, báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm,
báo cáo tình hình kết quả phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm. Sáng nay, Ban chấp hành tỉnh đoàn tổ chức hội nghị lần thứ 5 khóa 14, nhiệm kỳ 2022-2027, nhằm đánh giá hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết 15 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Qua 15 năm thực hiện nghị quyết 25, tình hình thanh niên đã có nhiều chuyển biến tích cực, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đặc biệt là tính năng động sáng tạo, tinh thần xung kích tình nguyện. Thanh niên ngày càng thể hiện rõ khát vọng lập thân lập nghiệp, khẳng định vai trò là lực lượng lao động xã hội quan trọng trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 6 tháng đầu năm, với chủ đề năm chuyển đổi số và các hoạt động của đoàn, các cấp bộ đoàn đã thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong các tổ chức hoạt động của đoàn, tiên phong trong ứng dụng chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Đến nay đã thành lập đội hình tình nguyện tham gia chuyển đổi số cấp tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với 39 tình nguyện viên. Các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc thành lập 152 đội tình nguyện cấp huyện với gần 1.170 thành viên. Tham luận tại hội nghị, các đơn vị đoàn cơ sở đã tập trung vào một số nội dung, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên, tạo môi trường cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia tổ chức hội nghị tập huấn về tiêu chuẩn sản phẩm mã số mã vạch, triển khai ứng dụng công nghệ tiên tiến để truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hơn 50 học viên từ các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP đã được nghe các chuyên gia của Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia phổ biến giới thiệu các nội dung cơ bản về Trung tâm Mã số Mã vạch Quốc gia, giới thiệu về mã số mã vạch, ứng dụng về lợi ích của mã số mã vạch, văn bản quy định quản lý và sử dụng mã số mã vạch, hướng dẫn đăng ký sử dụng mã số mã vạch. Đồng thời cùng học viên trao đổi thảo luận những vướng mắc khi triển khai ứng dụng công nghệ tiên tiến để truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa. Thông qua hội nghị tập huấn giúp các đơn vị nhận thức hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc thực hiện truy xuất nguồn gốc và đăng ký mã số mã vạch. Đây là cơ sở để giúp cho người tiêu dùng biết được nguồn gốc sản phẩm, khẳng định thương hiệu cũng như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước, chiều nay 27 tháng 6 trên 6.600 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh Điện Biên đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trước khi các thí sinh đến làm thủ tục dự thi, trong buổi sáng ngày 27 tháng 6, cán bộ coi thi đã có mặt tại các điểm thi tiến hành họp triển khai học tập quy chế thi, quán triệt các quy định trong kỳ thi. Chiều 27 tháng 6, thí sinh đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi. Theo ghi nhận, mặc dù 14 giờ mới là thời gian đăng ký làm thủ tục dự thi, tuy nhiên, từ 13 giờ chiều, tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, rất đông thí sinh đã có mặt làm thủ tục. Đến để tình phòng thi và kiểm tra hồ sơ để vào phòng thi. Em đã sẵn sàng bước vào kỳ thi và chuẩn bị rất đầy đủ. Thì đến đây em có chuẩn bị giấy báo dự thi, thẻ dự thi, căn cước công dân và em có đến sớm hơn để có sự chủ động trong việc mình đi làm thủ tục dự thi. Bọn em đã được các thầy cô tuyên truyền và cũng đã nhắc nhở rất là kỹ càng. Chuẩn bị bước vào kỳ thi thì đã chuẩn bị những cái giấy tờ rất là chu đáo. Và tất nhiên là mỗi bạn cũng sẽ phải chuẩn bị một cái lượng kiến thức rất là đầy đủ để mà trang bị cho ngày mai. Tại buổi làm thủ tục dự thi, các thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân, điều chỉnh sai sót nếu có. Đồng thời, nghe giám thị coi thi phổ biến quy chế, lịch thi cũng như những quy định khi vào phòng thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tỉnh Điện Biên có trên 6.600 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó hơn 630 thí sinh tự do, hơn 1.200 thí sinh thi để xét tuyển cao đẳng đại học. Các thí sinh sẽ thi ở 302 phòng thi tại 24 điểm thi chính thức. Buổi chiều ngày hôm nay, nhà trường sẽ tiến hành làm thủ tục thi cho thí sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thí sinh đến đăng ký dự thi thì ngoài việc tổ chức quán triệt về các quy chế thi, đặc biệt liên quan đến trách nhiệm của thí sinh, thì nhà trường cũng đã động viên học sinh, đặc biệt là làm tốt công tác tư tưởng để các em yên tâm bước vào phòng thi và đặc biệt có một tâm thế tốt nhất để đạt kết quả cao trong kỳ thi. Và hy vọng rằng với sự chuẩn bị chu đáo của điểm thi, cũng như là của cán bộ coi thi, cũng như các thí sinh đến dự thi,
thì điểm thi trường trung học thành phố sẽ tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong ngày làm thủ tục dự thi hôm nay, toàn tỉnh có 6.645 trên 6.685 thí sinh đã đến làm thủ tục, vắng 40 thí sinh. Thời điểm này, tất cả đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Ngày mai 28 tháng 6, thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi. Buổi sáng thi môn ngữ văn, chiều thi môn toán. Thưa quý vị và các bạn, cùng với nhiều địa phương khác của tỉnh Điện Biên, huyện Nậm Pồ đã sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Tại điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông Nậm Pồ có hơn 300 thí sinh dự thi. Hầu hết các thí sinh tham dự kỳ thi đều ở xa địa điểm thi nên các em được bố trí về ăn nghỉ ngay tại khu vực ký túc xá của trường và trường trung học phổ thông Nậm Pồ. Do điều kiện nhà xa trường nên là trường đã tạo điều kiện nơi ăn chốn ở để bọn em chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới là rất là tốt và rất là đầy đủ ạ. Trong cái xây dựng phương án để ăn ở của thí sinh dự thi thì chúng tôi đã chủ động bố trí sắp xếp và phối hợp với lại các cơ quan ban ngành ở trên địa bàn để sắp xếp cho các em ở trong trường. Trong cái suốt cái thời gian dự thi hiện tại thì 302 em học sinh là đã có mặt đầy đủ tại điểm thi rồi để sẵn sàng cho kỳ thi vào ngày 28 và ngày 29. Huyện Nậm Pồ có gần 500 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại hai điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông Nậm Pồ và trường trung học phổ thông Trà Cang. Các tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội của huyện đã huy động xã hội hóa để nấu các bữa ăn chính, cấp phát nước miễn phí cho các thí sinh trong suốt kỳ thi. Đây là một trong những nỗ lực lớn của một huyện biên giới nghèo sẵn sàng cho kỳ thi. Với các em học sinh trên địa bàn huyện Nậm Pồ thì cơ bản là con em của vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp rất nhiều khó khăn trong đời sống. Chính vì vậy mà huyện đoàn đã huy động các nguồn lực về kinh phí, đặc biệt là về lực lượng để hỗ trợ nấu các bữa ăn như là bữa sáng và các bữa chính trong tất cả các ngày thi, bắt đầu từ chiều ngày 27 cho đến hết trưa ngày 29. Đến thời điểm này, các điều kiện về cơ sở vật chất, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, bố trí nhân viên y tế tại các điểm thi trên địa bàn huyện Nậm Pồ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, chú đáo. Để kỳ thi trung học phổ thông trên địa bàn huyện Nậm Pồ diễn ra thành công thì trong thời gian vừa qua chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng, trong đó thì có lực lượng công an đảm bảo các cái phương án bảo vệ an ninh trật tự trong và ngoài khu vực thi, đồng thời là huy động các lực lượng phối hợp với các nhà trường để chuẩn bị nơi ăn, nơi ở cho các cháu, và đặc biệt là đoàn thanh niên và hội liên hiệp phụ nữ huyện thì đã vận động từ nguồn vốn xã hội hóa tổ chức các cái bữa ăn cho các cháu trong tất toàn bộ thời gian thi trung học phổ thông năm nay. Mọi điều kiện phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại huyện Nậm Pồ đã sẵn sàng. Gần 500 thí sinh tham dự kỳ thi đã vững vàng tâm thế bước vào kỳ thi với kỳ vọng đạt nhiều kết quả cao. Sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, ngoài việc tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất, trang bị cho các em học sinh kiến thức và tâm lý vững vàng để các em bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Mường Nhé đã chuẩn bị lên phương án dự phòng cho các em học sinh khi xảy ra thiên tai, mưa lũ trong quá trình thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, huyện Mường Nhé có 2 điểm thi, trong đó một điểm thi tại trường trung học phổ thông Mường Nhé với 12 phòng thi, 262 thí sinh dự thi và một điểm thi tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông huyện với 7 phòng thi, 140 thí sinh dự thi. Do đặc thù là huyện vùng cao biên giới, địa hình đồi núi phức tạp, nhiều em học sinh ở xa trường, vì vậy nhà trường đã phối hợp với các bậc phụ huynh học sinh bố trí đưa toàn bộ các em học sinh ở xa trường về ở tại phòng bán trú của trường trung học phổ thông Mường Nhé, hỗ trợ nấu ăn cho các em trong suốt quá trình thi. Đơn vị cũng đã bố trí thêm các phòng dự thi, phòng chờ, phòng y tế, hệ thống camera, phòng bảo quản đề thi, bài thi khi có thiên tai, lũ lụt xảy ra. Trước đó, lãnh đạo của tỉnh, huyện cũng đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại các trường học trên địa bàn huyện Mường Nhé.
Và đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem các chương trình của đài chúng tôi trên địa chỉ website dienbientv.vn hoặc qua kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.